chúa do Đại Đức Lâm Em xây dựng từ năm 1946. Ngài người dân tộc Khmer, quê ở Sóc Trăng, du học ở Campuchia, từng là hiệu trưởng của trường Phật học ở Phnom Penh. Do thường về Sài Gòn thăm người thân, Ngài thấy cần có một ngôi chùa Khmer cho sư sãi Nam Tông tu học và giúp cho các sư sãi vãng lai có chỗ nghỉ ngơi hợp với giáo luật. Chùa đã qua 7 lần trùng tu, diện tích hiện nay là 4.500m². Cổng chùa được đúc bằng xi măng, chân đế có dạng hình hộp gồm 4 cột, chống mái bằng. Trên mỗi đỉnh cột có trang trí tượng cây nho biểu tượng cho sắc đẹp và sức mạnh. Trên mái bằng là ngọn tháp tứ giác có 9 tầng, tầng trên cùng là bình nước cam lồ. Trên mỗi góc của tháp có biểu tượng như đuôi rồng uốn cao, tượng trưng cho sự oai nghiêm và sức mạnh của Phật Pháp. Ngôi chánh điện là công trình kiến trúc quy mô đặc sắc nhất của chùa. Chánh điện gồm 2 tầng, có 4 cổng ở hai mặt trước và sau, mặt hướng đông. Giữa chánh điện tôn trí kim thân Đức Phật được xếp thành 5 tầng từ thấp đến cao, từ lớn đến nhỏ, mỗi tầng là một tư thế tu hành của Đức Phật. Chùa còn có một số công trình kiến trúc khác như sa lơ nhà tăng, gồm 2 tầng, tầng trệt là nhà lễ, tầng trên là nhà giảng. Trong sa lơ, có bàn thờ Đức Phật Thích Ca và các vị cố hòa thượng trụ trì chùa. Tháp đựng cốt 4 cạnh đều nhau, gồm 2 tầng. Tầng dưới đựng hài cốt của các Phật tử, tầng trên đặt hài cốt của các hòa thượng, cũng như biết bao các công trình chùa chiền Khmer đang hiện hữu khắp các buôn sóc. Tại vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, chùa Chantarang Say mang trên mình những dấu ấn đặc trưng về kiến trúc và không gian thờ tự của dòng phái Nam Tông. Mang đặc điểm của Phật giáo Nam Tông nên trong chánh điện chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca, không thờ Bồ Tát và các vị thần linh. Quanh bốn góc tường, trên trần mái là những bức tranh lớn kể lại câu chuyện về quá trình tu đạo của Đức Phật. Trên các góc, tường, mái, cột của chùa có trang trí hình chim thần Garuda, rắn thần Naga, tượng cầy no. Với bề dày lịch sử và mang trên mình nét văn hóa độc đáo, chùa Chantarang Say là niềm tự hào của biết bao người dân Khmer sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần làm đa dạng thêm nét văn hóa đặc sắc của một thành phố mang tên Bác. Hàng năm chùa đều tổ chức đầy đủ các lễ, là nơi thích hợp cho đồng bào dân tộc sinh hoạt văn hóa tôn giáo. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy để thuận tiện nhất cho việc di chuyển. Đây là một địa điểm mà bất cứ ai cũng có thể đến tham quan và tìm hiểu văn hóa tôn giáo. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!